Thưa quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, hôm nay Vũ Nhân đến thăm gia đình cảnh sát viên người Mỹ gốc Việt Nguyễn David tại thành phố San Francisco. Thưa ông và gia đình, hôm nay Vũ Nhân đến đây để chuyển lời phân ưu, thương tiếc và chia buồn của ban giám đốc đài truyền hình SBTN và hàng triệu khán giả ở Hoa Kỳ, trong nước Việt Nam và các nơi trên thế giới sau khi xem phóng sự tang lễ của người cảnh sát viên người Mỹ gốc Việt Nguyễn David. Họ đã gửi lời thương tiếc, phân ưu và chia buồn đến với gia đình. Chúng tôi cũng rất lấy làm hân hạnh và sự quan tâm của tất cả quý khán giả và toàn bộ các nhân viên đài truyền hình đã có lòng yêu ái và quan tâm đến gia đình chúng tôi, phỏng vấn gia đình chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi cũng là một niềm an ủi cho gia đình chúng tôi. Cháu nó có hy sinh như vậy thì nó cũng vẻ vang cho cháu vì nhân dân, vì tổ quốc. Và cháu hy sinh như vậy rất là đáng quý mến, cũng như là một người anh hùng mà đã hy sinh cho dân, cho nước. Chúng tôi cũng thấy là cũng mãn nguyện về vấn đề sự săn sóc và cái sự tổ chức của nói chung là cảnh sát tất cả các ở trên quận Alameda rất là long trọng, cho nên là chúng tôi thành thực cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Con tôi là một người con hiếu thảo, học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn. Cháu từng nói với tôi, mẹ ơi, con là người Á Đông, con muốn làm cảnh sát để con giúp cộng đồng người Việt mình. Những hôm cháu đi về, những cái câu tiếng Việt cháu không rành, cháu hỏi tôi, mẹ ơi, mẹ dạy tiếng Việt cho con thêm đi. Nhiều khi con ra cảnh sát, con đi làm, có những cộng đồng người Việt, con cần biết tiếng Việt để con nói chuyện. Tôi đã từng dạy cho con tôi những cái gì con tôi cần hỏi, tôi đều dạy hết. Tiếng Anh tôi không biết, nhưng mà con tôi hỏi tiếng Việt, tôi trả lời cho con tôi. Tôi thương con tôi từ vòng tay thân yêu, nhưng mà con tôi chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn, hiếu thảo. Mà ai đỡ lòng nào giết con tôi mà một viên đạn vô hình nó đã giết con tôi. Nó đã lấy mất con tôi. Trong khoảng thời gian qua là một khoảng thời gian rất là khó khăn với tôi. Đây là một sự mất mát to lớn trong cuộc đời của tôi. Tôi không tưởng đây là sự thật. Tôi chỉ muốn đây là một giấc mơ, rồi con tôi sẽ trở về một ngày gần đây với tôi. Con tôi chỉ đi công tác thôi, tại cháu cũng từng đi military, từng đi lính. Các cháu cũng đi, cháu thường đi phục vụ xa nhà một tháng, nửa tháng, rồi cháu lại về trên vòng tay thân yêu của gia đình. Tôi chỉ muốn đây là chỉ là một giấc mơ. Con tôi sẽ trở về với vòng tay thương yêu của gia đình bằng xương, bằng thịt. Xin lỗi, tiếng Việt của con không có giỏi. So I'll say it in English. You know, this is a very difficult time for my family and I, and I just, we wouldn't be able to do this without the community and without all the support. And I just, you know, forever grateful for everyone. It is a very difficult situation, but we'll get through it. I just, like I said, thank you for everyone and what they did for us. You know, he was my only brother. Yeah. He was my big brother, and he always told me that he was going to take care of me and also my family. It's very hard to accept, but, you know, this is life, and we'll get through it. I just don't want anyone to ever forget about my big brother.
and we need to find justice for him. And I'm sad. I'm very, very sad. Thưa bà, qua chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN đi khắp nơi trên thế giới, nếu nói được với các chính trị gia vì muốn kiếm phiếu, lấy lòng một số tổ chức, phong trào, chủ trương cắt bớt ngân sách của cảnh sát và ra những luật lệ có thể làm bó tay cảnh sát khi họ đang thi hành công vụ và làm cho những kẻ tội phạm ngày càng lộng hành, cướp, bóc, bắn, giết tràn lan trong thời gian vừa qua và làm cho cảnh sát bị động, không phản ứng kịp thời để bảo vệ người dân, dẫn đến nhiều cái chết thương tâm của cảnh sát khắp nơi trên nước Mỹ trong thời gian vừa qua, thì bà có thể nói được điều gì? Tôi chỉ mong mọi người hãy suy nghĩ lại và hãy bảo vệ cho cảnh sát để người ta cảm thấy người ta an toàn, người ta có sự an toàn và gia đình người ta cũng an toàn. Gia đình người ta cũng cảm thấy có cái sự an toàn cho con người ta. Công việc này quá phức tạp, không đơn giản đâu. Bây giờ con tôi bị bắn, rồi sẽ kế tiếp. Nếu mà không có sự bảo vệ, thì con tôi mất, rồi sẽ có nhiều người tiếp theo sau nữa. Và tôi xin thầy chấm dứt bạo lành. Và nhà nước hãy bảo vệ cho cảnh sát. Đừng để cái sự đau lòng xảy ra như ngày hôm nay đối với gia đình tôi. Đối với gia đình tôi sẽ xảy ra đối với gia đình nhiều người khác nữa. Hãy ngừng bạo lực và hãy có một chính sách bảo vệ cảnh sát. Để cảnh sát người ta cảm thấy an toàn để người ta phục vụ. Con ơi, hãy có một cái chính sách bảo vệ cho người cảnh sát để người ta yên tâm công tác. Đó là nguyện vọng của tôi. Nguyện vọng của tôi, đừng bao giờ. Con ơi, tôi chỉ nói được có nhiều đó thôi. Tôi mong mọi người, tôi mong chính quyền hãy có chính sách bảo vệ người cảnh sát để người ta có một sự an toàn, bảo vệ người ta tại công việc này không có đơn giản đâu. Thưa quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, thật là xót xa cho một người trẻ gia nhập cảnh sát với lý tưởng bảo vệ người dân, còn một tháng nữa mới ra trường đã bị phục kích bắn chết trên đường từ trung tâm huấn luyện về nhà. Hiện nay chưa tìm ra hung thủ. Qua những lời tâm tình chia sẻ nỗi đau niềm uất hận của gia đình đã mất đi một người con trai thân yêu, một người anh yêu mến. Thưa quý vị, hiện nay tại Hoa Kỳ, những phe nhóm thế lực đen tối, những chính trị gia chỉ biết củng cố địa vị đảng phái của họ. Họ làm mọi cách để kiếm phiếu, nên trong thời gian vừa qua rất nhiều cảnh sát đã bị bắn chết. Đời sống của cảnh sát hôm nay tại Hoa Kỳ, xứ sở văn minh hùng mạnh nhất thế giới này, mong manh là thế. Xin mọi người hãy giúp gia đình nạn nhân của các cảnh sát, đem lại công lý cho họ, cho những người đã chết. Hãy yêu thương rộng lượng với những người cảnh sát đang thi hành công vụ và gia đình của họ. Họ đã hy sinh từng giây từng phút cho sự bình yên của chúng ta. Thưa quý vị, cảnh sát bảo vệ người dân. Vậy ai sẽ là người bảo vệ cho họ? Vũ Nhân, chương trình của đài truyền hình SBTN.